Trong bối cảnh mà căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tây Ban Nha và Hà Lan ngày hôm qua thông báo sẽ điều máy bay chiến đấu và tăng thêm binh sĩ tới sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo trong tuần này, Tây Ban Nha sẽ điều 4 máy bay chiến đấu và 130 binh sĩ tới Bulgaria để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không cùng với không quân Bulgaria cho đến cuối tháng 3. Phía Bulgaria nhấn mạnh sứ mệnh này sẽ được thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho các nước thành viên NATO ở sườn phía đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố sẽ tăng quân số trong nhóm tác chiến của NATO ở Litva từ 270 người lên thành 350 người. Ngoài ra, Hà Lan dự kiến sẽ triển khai 2 máy bay F-35 đến Bulgaria vào tháng 4 và tháng 5 để tham gia các hoạt động tuần tra trên không. Theo đề nghị của Mỹ và Liên minh châu Âu-EU, Nhật Bản đã quyết định chuyển hướng một số tàu hàng chở khí đốt hóa lỏng tới châu Âu do khu vực này có nguy cơ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung. Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này đã chấp nhận đề nghị từ Mỹ và EU để đưa khí đốt hóa lỏng tới châu Âu do khu vực này gặp khó khăn trong tìm kiếm nguồn cung. Việc chuyển hướng các tàu chở khí đốt hóa lỏng sẽ được thực hiện sau khi Nhật Bản chắc chắn nhu cầu nội địa đã được đáp ứng đủ và sản lượng điện trong nước ổn định. Dự kiến một số tàu chở khí đốt hóa lỏng của công ty Nhật Bản đã được lên lịch trình từ trước sẽ đến châu Âu trong tháng 2 này. Thêm nhiều tàu nữa, trong đó có những tàu được chuyển hướng đến châu Âu theo yêu cầu của phía chính phủ Nhật Bản, sẽ đến châu lục này trong tháng 3. Dù không nêu số lượng cụ thể, song bộ trên khẳng định số lượng tàu đến châu Âu trong tháng 3 sẽ cao hơn tháng 2. Ước tính tổng lượng khí đốt hóa lỏng được vận chuyển tới châu Âu trong tháng 3 có thể lên đến hàng trăm nghìn tấn. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp là nguyên nhân khiến cho số ca mắc COVID-19 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Trung Đông gia tăng trong 6 tuần vừa qua. Đây là thông tin vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua. Cụ thể, văn phòng khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO cho biết, số ca mắc COVID-19 mới ở khu vực Trung Đông tăng ở mức trung bình 110.000 ca một ngày trong 6 tuần vừa qua, trong khi số ca tử vong tăng trung bình 345 ca một ngày trong 3 tuần qua. Nếu tính theo tuần, số ca mắc tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài từ Maroc tới Pakistan đã tăng 36%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng tới 45%. Số liệu này cũng khiến Trung Đông trở thành khu vực duy nhất chứng kiến sự gia tăng số ca mắc và ca tử vong từ đầu năm tới nay. WHO lý giải nguyên nhân sự gia tăng này là do tỷ lệ tiêm chủng thấp ở khu vực. Đến nay mới có hơn 35% dân số ở khu vực Trung Đông đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, trong khi đó khoảng 1/4 số quốc gia và vùng lãnh thổ có độ bao phủ vaccine đạt chưa đến 10%. Jakarta của Indonesia là thành phố tăng trưởng kinh tế nhanh nhất tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong đại dịch, nhiều lao động tự do gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn hỗ trợ từ chính phủ. Xuất phát từ mục đích giúp những lao động gặp khó khăn, một nhóm lập trình viên trẻ đã xây dựng một nền tảng mạng mà ở đó các mạnh thường quân và những người đang cần được giúp đỡ có thể tiếp cận với nhau nhanh nhất và thiết thực nhất. Cô Marita Pucci là nhân viên marketing. Do đại dịch, cô nằm trong nhóm những người bị cắt giảm nhân sự. Mất đi một nguồn thu nhập, cuộc sống trở nên khó khăn với gia đình cô Marita. Cô Marita đã tìm được sự trợ giúp thông qua chương trình Bagirata, một chương trình hỗ trợ người lao động mất việc tại Jakarta mà không cần bất kỳ giấy tờ thủ tục hành chính khó khăn nào. Từ nhiều tháng nay, tôi đã mất việc và quay ra nấu bữa sáng kinh doanh. Chương trình Bagirata đã hỗ trợ tôi khoản kinh phí làm vốn để duy trì công việc kinh doanh này. Bagirata tiếng Indonesia có nghĩa là chia sẻ công bằng. Đây là một nền tảng giúp đỡ những người lao động chịu ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Nền tảng này được phát triển bởi 4 lập trình viên người Indonesia. Đến nay đã có khoảng 4.000 người lao động mất việc làm tại Indonesia được hỗ trợ từ nền tảng Bagirata. Khoản hỗ trợ mà nền tảng này kêu gọi được cũng đã lên tới 90.000 euro. Trên nền tảng Bagirata, người cần được giúp và những nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với nhau, chuyển tiền trực tiếp cho nhau qua ví điện tử. Nền tảng cũng đảm bảo rằng mỗi người chỉ được đăng ký giúp đỡ một lần và cũng chỉ giới hạn đối tượng cần được giúp đỡ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng tôi kiểm tra hồ sơ của những người cần được trợ giúp rất kỹ, xem họ là chủ hay là người làm thuê và công việc của họ có đúng là bị ảnh hưởng do đại dịch hay không. Thông thường, quá trình duyệt hồ sơ sẽ mất khoảng vài tiếng. Đối với những nhà hảo tâm như anh Harry, việc giúp đúng người là rất quan trọng. Việc làm từ thiện thông qua nền tảng này tốt hơn nhiều so với việc quyên góp qua các quỹ, rồi không biết tiền của mình đi về đâu. Thông qua nền tảng này, tôi biết rõ hoàn cảnh của những người cần được giúp đỡ và có tự tin hơn rằng mình đã làm được việc tốt.
Ban đầu nền tảng Bagirata chỉ là một dự án ngắn, dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng để giúp đỡ những người khó khăn tạm thời. Nhưng do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Bagirata vẫn đang được duy trì cho đến nay. Nhờ đó, hàng trăm người lao động mất việc làm vì đại dịch đã nhận được sự trợ giúp kịp thời.